đi chơi con. Đi. Oops. Go, let's go. Go. À, cầm chiếc xe ra chơi đua xe chứ gì hết á. Thôi được không? Con gái lứa cầm chiếc xe ra đua xe. Quá được luôn. Rồi kiếm bãi khác. Rồi. Vù 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 vù. Vù vù, giờ đi bãi khác nữa. Vù 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 vù. Đi đâu? Ồ, hai con này nai đen dữ vậy. Hả? Sao hai con này nai đen dữ vậy? Kìa, cho Kỳ chơi xe đi, cho Kỳ chơi xe đi. Ờ, hái là Kỳ. Con hái hái là Kỳ. Hái là Kỳ. Đúng rồi. Sao nó kìa sao? Ơi 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 ơi. Don't do that. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Gì giống phô câu à? Hả? Hi. Hi. Đi đâu hả? Con kiếm ai? Em bé đã buộc tóc rối này cô chú. Ồ. Say hi. Con nói please. Can. Say can I. Ai mà còn say nữa. Careful. Oh, you're getting big girl, huh? Vô nhà người ta leo lên đi như nhà mình nữa, thấy không? Người xin đồ ăn ăn hay gì kêu người ta kêu dọn cơm cho con, dọn cơm cho con ăn. Hả? Ở nhà có cơm không? Trời ơi, nó vô nhà người ta nó ngồi y như nhà. Hey, sweetheart. What you got? What? What you got a car? Hả? Chơi đi, chơi xe đi con. Té ngang, be careful. Yeah, be careful. Where you going, Katie? Hả? Con muốn gì? Hả? Ồ, cái giấy màu đó đó hả? Không được, không được. Ooh, con. Yeah, you gonna get, read a book? Go get a magazine, Katie. Want to see a book? Oh, careful. Yeah, flower, huh? Katie, can you say flower? Yeah, see? See the man? You wanna look? Wanna look at a book? Book. Oh no. Okay, you get that book. Đó, vô nhà ta dục hết okay, đồ sit rồi. Sit down on the floor. Sit down on the floor, chạy đi, ngồi xuống. Oh, xuống. She knows that book. Trời ơi, rồi đi lên bàn á. Okay, you know that book. Được không? Được không? Read? No, I think she wants to follow. Trời ơi, nó lấy đúng cuốn tập nha. Cuốn tập màu luôn kìa. Trời. Yeah. Say thank you. Okay. Can you do that? Oh, okay. What color is that? No, red. Look at the fish. See the fish? Let's color the fish. See, he got a fish. See the flower down here? See the flowers? There's a flower, yeah. There's a flower there. There's one. Yeah, do that one too. Can you
do that one? You don't know which hand you like. I'll kiss her. Oh, look. Look at that's fun. Yeah, what is that? Get it, Jay? What color is that, JD? What color is that? Red. Gray. Red? Is that red? Is this Mickey Mouse? Oh! See his nose? Mm-hmm. See? See her ears and her mouth. She's got a foot. See her foot? Her foot? See his foot? See his foot? Yeah. You have a foot too, don't you? Right there. Oh! Ooh, yeah. Wow. Can you do Mickey? See. Okay. Do his eyes. Chăm chú lắm à. No. Gì đó, giờ đâu, giờ đâu. How fun was that one? What color is that? Is that red? Let's turn page. Red? Let's turn the page this one. Oh! Oh, who did this? JD, who did that? Somebody did. Oh, look at her. Tiếng tiếng Mỹ không à? Người ta làm Mỹ mà. Người ta làm Mỹ. JD. JD đang đi đâu á? Đi bơi phải không? JD đang đi bơi phải không? Đó, Út coi kìa đôi giày mà đi qua bên Cali mất rồi, ông ba mẹ với ba đi mua lại đôi giày tại vì thích cái đôi giày này. Cái kiểu thấy nó nhìn chắc chắn á, với lại bóp vô cái lòng bàn chân của cái đôi giày thấy nó êm. Nên phải đi mua lại đôi giày này cho nó ra rạ. Chứ qua Cali là nó mất, tự nhiên mất tiêu đôi giày luôn, không hiểu luôn. Chắc Út nó giấu rồi đó. Mà làm bộ nó mất á. Rồi ba tự nhiên nói ba đi mua đôi giày lên kìa. Một bịch vớ còn đâu hết. Bà hai kiểm tra thấy mất vớ luôn kìa, Út nó giấu luôn bà. Chắc giấu à. Giấu để tối ngủ ôm. Mà vớ chưa có mùi mà. Vớ không mang được một chiếc nào luôn. Chưa có đi mùi. Cali mà mang vớ sao được. Mang sợ nhiều khi mang. Thôi đừng có nhắc tới giày, cái đi cởi giày ra tôi ạ. Cho cô chú coi đi giày đẹp đâu. Mouse đâu? Chỉ cô chú coi mouse. Đó. Thôi mà. Thôi. Đừng như vậy nữa mà. Giờ. Tại sao dài mà con cởi giày ra hả? Đi đàng hoàng. Trời ơi, con đi nè, giờ đi à, đi à. Bước lên từng bước luôn ha. Bước lên từng cái luôn chứ không chịu dậm chân luôn ha. Ướt mà thiệt cái, đi vô. Vô. Rồi, mẹ sai in nha. Ba đừng lấy kẹo của người ta nha. Underwear, we need this. I've lost it so many times here. It's because everyone wraps it up. Wow.
về chơi trước khi chuẩn bị là còn 5 phút nữa bơi nè cô chú. 5 phút nữa bơi là giờ mình vô mình vui chơi một tí đi. Hãy vui đi vì cuộc đời cho phép mà. Khoái lắm, khoái chỗ này lắm. Đây là khoái đồ chơi chứ gì. Đó, giờ xếp nữa đó. Dành cả tuổi thanh xuân để xếp đồ. That's the one.